người test Covid, tôi nghĩ. Đang đây chưa? Sẵn sàng. Ê, ta thì có đau không đấy? Không đau mà, nhẹ nhàng lắm, phải thật bình tĩnh nhá. Đàn ông đàn ông, có cái tay bé tí mà cũng sợ. Đấy, con bé kia cậu cười sao cái kìa. Và đây là cảm giác thực tế của tôi khi test Covid. Hello cậu bé, em đã sẵn sàng để xét nghiệm chưa nào? Mới bác sĩ, lần mai thế này làm sao làm khó được em. Thật tuyệt vời, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ui, cái gì mà to thế hả? Đây là tăm bông để test Covid. Tăm bông to thế hả? Sao quá. Đàn ông đàn an, có cái tăm bé tí mà cũng sợ. Đứng thật khác, ngại tán em. Tại ngán anh. Yêu lớn, em muốn được nhiều tim như tao sợi ca. Thôi mày, nhan sắc của anh em mình chưa đạt đến cái trình độ thượng thừa như là thông sợi ca đâu. Đi, quay về em đi, em có cách. Thôi toàn cách mà lăng nhăng vớ vẩn, không quay đâu. Thôi quay về em đi mà. Không quay. Quay đi. Không quay về đây. Đứng thật khác, ngại tán em. Tại ngán anh. Just a mouth fit and come the phương giờ. Bắt được ăn khó lắm nè, đừng mơ. Bắn em ăn đâu rung sung. Sẽ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Cân. Chắc chắn có gì mờ ám ở trong câu chuyện này. Chắc chắn là đứa nào chơi ngải chơi bùa gì rồi, chứ không thể nào mà 2 tháng lên 7 cân được. Không thể nào.